Kính thưa vị, dân chúng sắc tộc Shia biểu tình khắp các mọi tỉnh thành quốc gia Pakistan, tin từ Islamabad. Dân chúng Pakistan ngày hôm thứ Hai cùng xuống đường tuần hành biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ phải có những kế hoạch bảo vệ mạng sống người dân trước các cuộc tấn công giết hại sắc tộc Shia trở thành một mục tiêu tấn công từ nhóm vũ trang Hồi giáo quá khích Sunni. Vào cuối tuần qua, tại thành phố Quetta, tại khu vực đông dân cư, đã có 89 dân chúng Shia bị giết hại. Chính quyền địa phương đã hoàn toàn bất lực bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công trên. Tại thủ đô Islamabad, hàng chục giáo sĩ Shia kêu gọi dân chúng cùng đồng loạt xuống đường, kêu gọi chính phủ phải chịu trách nhiệm và có bổn phận bảo vệ dân chúng Pakistan, đặc biệt là sắc tộc Shia. Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Pakistan, giáo sĩ Isas Maza, trả lời tới báo chí địa phương rằng mọi người dân đều muốn chấm dứt các cuộc tấn công đẫm máu giết hại dân chúng Shia vô tội. Tại sao sắc tộc Shia trở thành mục tiêu tấn công từ các nhóm khủng bố? Trong đoàn biểu tình ngày hôm nay, đã có nhiều cộng đồng sắc dân Shia từ các thành phố khác kéo về thủ đô Islamabad, biểu tình nhằm kêu gọi chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân. Hoa Kỳ và châu Âu lo ngại sự lớn mạnh của nhóm vũ trang khủng bố và mạng lưới Al-Qaeda sẽ ảnh hưởng đến nền an ninh của quốc gia có vũ khí nguyên tử Pakistan. Cộng đồng Shia bày tỏ sự thất vọng tới chính phủ trước các hoạt động tấn công quân sự từ nhóm vũ trang quá khích Sunni tại thành phố Quetta. Các nhóm giáo sĩ đã từ chối chôn cất các thi hài cho đến khi nào chính quyền địa phương thỏa mãn và thỏa đáng các thỉnh nguyện từ dân chúng, các chương trình và kế hoạch bảo vệ mạng sống của dân chúng thuộc sắc tộc người Shia. Đã có khoảng 500.000 dân chúng Hazara tại Quetta cùng xuống đường tuần hành biểu tình phản đối chính phủ Pakistan, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, nhà chức trách Mã Lai tìm cách hồi hương các công dân phi luật tân có vũ trang, tin từ Lahat Datu. Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Mã Lai đã có khoảng 100 người dân phi luật tân vũ trang vẫn tiếp tục